Hi và chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình. Thì mình là Siêu Cá đây. Và chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại đối với một cái video về Minecraft khác. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người đi vào khu rừng mà nghe đồn là có Slenderman thống trị đó để mà cắm trại. Đây là một cái thử thách một bạn đặt cho mình. Ok, nếu bạn nào có thử thách thì có thể comment bên dưới cho mình nha. Và nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên đăng ký cho mình và các thành viên trong team CEO của mình nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thế nào. Ôi, là đúng là một ngày làm việc mệt mỏi mà. Ôi, ui trời, bắt đầu tối rồi kìa. Ngày hôm nay qua gặp thằng nước có một số chuyện mà bàn tới giờ này mới xong. Rồi về nhà thôi. Ok, đậu xe đây, chắc là cái khu thị trấn này sẽ không có ai lấy xe của mình đâu. Cái xe này mình đậu 69 năm rồi mình chưa mắc nữa. Thôi, đi vào nhà thế nào. Đóng cửa lại. Cấm thằng nào nhìn trộm nhé. Ok, tập luyện. Ui. Ok. Con gà, thằng nào thả gà vào nhà mình thấy. What the hell? Ồ, cảm ơn nha. Có thịt gà luôn. Rồi, bỏ đây đi. Ngày mai mình có một dự án rất là lớn. Đúng rồi. Ok, giờ mình đi lên cho anh nghỉ ngơi nè. Lấy thêm một cái đuốc. Rồi, đóng cửa lại, cắm mai lên. Rồi, ngồi đây ngắm trăng xíu nào. Rồi, ngày mai là mình có một dự định là thằng nước nó thử thách mình là dám đi vào bên cái khu rừng để cắm trại vào ban đêm. Đó, nhưng mà không phải là đêm nay, mà là đêm mai. Ok, và mình sẽ thực hiện cái thử thách này vào ngày mai. Mình sẽ chứng minh cho nó là trên đời này làm gì có Slenderman. Và mình sẽ không đi cùng ai hết, và mình sẽ đi một mình luôn. Rồi, ok, giờ đi ngủ thôi. Rồi, mình xây nhà này để chống zombie đó các bạn. Đó, mấy ngày hôm nay là mọi người đi vắng hết rồi. Mình xây như vậy là chỉ sợ zombie nó lên thôi. Ok, đi ngủ thôi, ngày mai mình sẽ tính chuyện cắm trại sau. Ôi trời, cũng đã sáng rồi nè. Ngày hôm nay có vẻ như là một ngày khá là đẹp trời đây. Đúng là có mây bay cái kiểu. Đúng rồi, tối qua mình nằm mơ thấy là có Slenderman báo mộng cho mình là không nên đi vào đó. Nếu mà đi vào đó nó sẽ ăn thịt mình. Mà sẽ không có gì đáng sợ đâu các bạn. Chỉ là một giấc mơ thôi mà phải không? Đúng rồi. Ok, tự nói tự trả lời luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu một ngày mới thế nào. Và các bạn là đi khỏi nhà là các bạn phải cần đóng cửa. Đường đồ mình có rất nhiều đồ. Ngày hôm nay mình sẽ đem thêm một cái kiếm. Rồi đây, kiếm này là đây. Theo như truyền thuyết thì cái kiếm màu trắng này có thể giết được Slenderman, vì nó được làm từ một cái bạch kim rất là quý hiếm nha các bạn. Nhưng mà mình không biết có Slenderman không nữa. Ok, rồi mình sẽ đem cái bông bồ công anh để mà giải dụ Slenderman ra. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ở đây mình đã chuẩn bị đồ nè. Có mấy một số cái váy. Thì mấy cái váy này dành cho mấy cái thằng nước nước cái mặt đó các bạn ơi. Mình là con trai ai mà mặc đồ này. Đàn ông không nên mặc váy đâu, trừ mấy thằng nước. Đó. Ok, mấy thằng nước nước chắc nó không biết đâu là cái váy đâu là cái quần của các bạn. Rồi, ngày hôm nay là mình đã biết cho buổi cắm trại, nên mình đã chuẩn bị nè. Đó, mình là mình mặc bộ đồ này nha các bạn. Đấy, rất là ngầu luôn. Đó, đây là một bộ đồ mà mình đã đặt thiết kế từ rất là lâu rồi, cỡ ngày hôm qua. Đó, rồi mình sẽ đổi nón vào đây. Ok, chúng ta đi đi xe bốn bánh nhưng mà vẫn phải đổi nón mạo hiểm. Tại vì biết sao không? Tại vì mình thích đội thôi. Ok, ở đây thì đi vào rừng mà chúng ta cắm trại nguyên một ngày, nên chúng ta sẽ đem một số bánh ngọt và một ít bánh quy, một số bánh mì và táo. Rồi, ok, mình sẽ đeo mặt nạ này vào. Khi mà gặp Slenderman mình sẽ hù nó lại nha. Đó, mình quá ngầu luôn. Nhưng mà chúng ta phải tuân thủ luật giao thông. Lấy một cái đuốc, có gì mình lại đó mình có một ít ánh sáng. Ok, đi nha, tạm biệt người bí. Ok, lên đường thôi. Ok, ngày hôm nay có vẻ như là mọi người đã đi làm hết rồi các bạn. Theo như mình biết là cái đường hướng cấp chạy này là hướng này. Ta ta da ta ta da. Chiếc xe của mình có vẻ như là khá là lâu năm rồi. Nó chạy có vẻ như là hơi bị chậm luôn. Đúng rồi. Đây là cái đường mà đi thẳng ra cái bìa rừng.
Theo mình biết là ở đó có một cái khu mà cho mình thuê để mà mình cắm trại nữa. Ủa, nhà này nhà của ai đây? Nhà mới à? Ồ, cabin các bạn ơi. Thôi kệ đi, mình chả quan tâm đâu. Việc quan tâm bây giờ là mình sẽ đi lại đó và tìm Slenderman, chứng minh với thằng nước là không có Slenderman trên đời. Đó, ta-da, có vẻ như là cái đường này đèn rất là sáng nè. Ở đây có gì đây? Wow, mình sẽ qua bên đây thử coi. À, mình biết rồi, cái chỗ này là cái chỗ thử thách mà mình để tập luyện bắn cung của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắn cho các bạn xem nè, mình sẽ chơi thử một số màn coi mình sẽ. Wow, theo như mình biết là bắn vào cái chấm đỏ đó thì chúng ta sẽ được nhiều điểm. Đấy, ghê không? Đó là màn dễ thôi, giờ mình sẽ qua màn bên đây. Chúng ta sẽ ngắm cao lên và không trúng luôn. Wow, ok, có vẻ như là mình không thích hợp với trò này lắm. Mình sẽ bỏ nó lại. À, mình sẽ đem cung theo nha các bạn. Đó, trên xin mình đang cắt một cái cung này luôn, để mà mình qua đó khi mà gặp Slenderman cái gì mình bắn đó. Ở đằng kia thì ngày hôm sau chúng ta sẽ đi qua đó tham quan. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục lên đường đi thôi. Go. Có vẻ như là trước mặt chúng ta là một ngôi nhà cho thuê đấy. Đúng rồi. Không biết xe này lên cầu được không ta? Lên cầu được luôn. Cán con gà luôn. Rồi, đậu xe đây đi. Ok, đây là chiếc xe mình nè. Thấy không? Rồi. Hello, ông chủ. Lâu rồi không có gặp cậu. Lâu rồi tôi cũng có gặp ông đâu, tại vì công việc của tôi quá bận. Để tôi giết con gà này cái nè. Ôi con gà này nó chạy ghê quá ông ơi. Ui thôi kệ đi, tha cho mày đó, đi ra chỗ khác đi. Ồ cậu đến đây có chuyện gì cơ? À tôi đến đây thì ngày hôm nay tôi thằng nước nó thử thách cho tôi là đi vào rừng cắm trại. Nó nói là có Slenderman cái kiểu mà tôi đâu tin đâu, nên hôm nay tôi quyết định đi vào đây cắm trại một hôm. Ồ cái đó thì tôi chỉ nghe đồn thôi, nhưng mà không biết có thật hay không. Chắc là không có thật đâu. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà tôi chưa dám khẳng định ngày hôm nay nên tôi mới lên đường. Nhưng mà xin nhờ nhà ông là nhà của ông có mấy cái đồ để mà đi cắm trại không? Mấy cái dụng cụ á. Ngươi nghĩ gì vậy? Nhà to là chỗ cho thuê đồ để mà cắm trại đó. Cứ ngồi lấy tự nhiên nhá. Hỏi con trai tới. Ok không? Cảm ơn ông nhiều. Ở phòng này không ta? Ủa, phòng này có tivi nữa hả các bạn? Đó, dàn lo vi tính cái kiểu quẩy nhạc vô đây. Giờ để nhạc cho quẩy. Thôi nhạc dở quá các bạn ơi, toàn nhạc cổ điển. Mấy cái nhạc này chỉ cho con nít nghe. Ok, ấy nhầm, cho ông già. Cho mấy ông già, cho con bú nghe các bạn. Ở đây có đường hầm nữa nè. Wow, ông này xây nhà kỳ công ghê luôn. Có mấy cái đĩa nhạc. Wow, ok, cho xin hai con gà nha. Bản đồ hả, để xem. Ok, bản đồ này có vẻ như là ok, mình sẽ lấy tạm cái bản đồ này để xem vậy. Wow, nhà ông này có rất là nhiều đồ để cắm trại. Xin một cái yên luôn nha. Rồi chúng ta để có cá nè, để mình xem. Mình sẽ vào đó mình đặt bẫy một số con thú. Ok, đồ ăn thì mình sẽ không có thiếu rồi. Để coi. À, mình có bản đồ rồi. Để coi mấy bản đồ này nó có giống nhau không. Giống nhau các bạn ơi. Ôi mình đi lên đi, như vậy là đủ vật dụng rồi. Rồi mình coi, trên lầu nữa nè. Trên lầu nhà ông này có gì không? Ô chỗ đánh cầu lông. Ô chỗ đánh bóng bàn. Trên gác có gì không? Khá là bình thường, chả có gì hết. Ok, mình đã xem hết. Đây là con trai của ông à? Ngày dạ, chào cậu. Chào ông. Ôi chào anh, tôi thấy anh hơi có triệu chứng rồi đó. À đây. Wow. Ở đây có táo vàng nè. Mình sẽ lấy một ít táo, có gì mình chiến đấu với nó. Ok. Ngày dạ, ông chồng đỡ có súng và cái kiểu cậu khi mà vào rừng nhớ mà cẩn thận ở nhà. À điều đó tôi biết mà. Ở đây có một cái khẩu súng nè. Có vẻ như là chính phủ cái vùng này đã cấm sử dụng súng rồi. Nhưng mà mình đã liều mạng vào đó rồi thì mình phải sử dụng nó thôi. Ok, ở đây có lửa để cắm trại. Rồi,
Ok, bây giờ thì mình đi thôi. Tạm biệt cậu nha. Ok, đóng cửa lại cho họ đi. Tạm biệt ông, tôi đi vô rừng đây. Thôi chắc tôi phải đậu xe lại đây thôi. Ok. Ui trời, cũng tối rồi kìa, sắp tối rồi. Mình phải cẩn trương mà cắm trại nhanh lên. Cái gì đây? Slender. Ôi lại hù con nít. Mấy cái vụ này mình rất là rành các bạn. Ok, mình có đèn mà lo gì. Đó, có đèn. Bây giờ thì mình đeo cái mặt nạ vào đi, nghĩ dùng cái nón bảo hiểm. Ok, mình sẽ chọn cái khu nào đẹp đẹp để cắm. Rồi, khu này nha. Dọn cỏ, dọn rác gì, cắm trại cái kiểu. Ok, chúng ta sẽ đặt lửa tại đây và cắm một số hoa đây cho nó đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt đồ để mình chứa thức ăn. Rồi, còn cung thì chắc là để dành thôi. Ok, còn cái này, ồ đèn cầy. Đó, để như vậy, sáng như vậy là mình chả sợ ai hết. Mình đang ở đâu đây? Ồ, có vẻ như là mình đang ở khu vực bìa rừng rồi các bạn. Mình đi tới xem coi có gì không. Ui, bìa rừng luôn rồi. Ui, ở đây có cái đường gì nè. Wow, có vẻ như là biên giới thì phải. Mình không được phép vượt qua đó đâu. Nếu mà vượt qua đó thì sẽ bị phạt cái kiểu rất là ghê. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi làm một số công việc nào. Ôi, hình như là mình vừa nghe cái tiếng gì đó nó sùa thấy ghê vậy ta. Chắc là mấy con chuột hay là con sóc gì rồi. Ok, mình sẽ làm một cái bàn và cái ghế ngồi cái kiểu. Mình cần dựng trại trước khi trời sáng. Ok, mình cần ngủ trước khi trời sáng. Ui, bắn nghe tiếng nè. Để mình canh coi có thằng nào mình bắn thấy mẹ nó luôn. Chắc không có ai đâu các bạn. Ok, bản đồ này không lấy treo được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bàn ở đây. Đó, cái bàn như vậy đi. Chặt cái này bỏ. Ok, mình vẫn chưa thấy Slenderman. Và thằng nước nó đã nói dối mình. Chả có gì đáng sợ trong khu rừng này hết. Đó, cái bàn mình để ở đây. Chúng ta sẽ làm ghế. Ghế làm sao ta? Thiếu rồi. Ok, mình sẽ chặt thêm một cái miếng gỗ nữa. Ui, hình như là mặt trăng nó đã lên trên cao rồi các bạn ơi. Thôi, có vẻ như là mình thấy hơi là ớn lạnh trong người rồi đó. Thôi, bây giờ mình phải làm lẹ lẹ mình đi ngủ các bạn ơi. Tại sao mình lại có cảm giác sợ sợ như vậy ta? Ok. Đó, ghế ngồi cái kiểu mời khách vô. Thì chắc là không có khách nào trong khu rừng này đâu. Chỉ có một mình thôi. Hình như biển, cái biển đằng trước đó là biển cấm á các bạn. Đó, giờ thì mình vẫn chưa đói đâu. Mình cần lấy một số bánh kem ra đặt lên đây. Đấy, một buổi cắm trại thật là tuyệt vời. Và bây giờ mình cần kiếm chỗ để đi ngủ thôi. Ok, chắc là ở đây đi. Hơi buồn ngủ. Ui, cái gì vậy, cái gì vậy? Ui, ui, cái gì? What the fuck? What the hell, cái gì vậy? Ui, mình vừa thấy ai cao cao. Ui, what the fuck, cái gì? Ui, ông nào mặc đồ vest mà cao vậy ta? Ui, ai chạy, cái gì vậy? Ủa, tại sao mọi người lại đánh mình ta? Mọi người đi cắm trại thôi mà, là mình đi cắm trại mình chả đốt rừng đốt gì hết mà họ lại đánh mình. Ui, để mình xem. Ôi sao quá, mình chả thấy cái gì hết. Thôi đi lại thôi. Ui, ui, được rồi, mình đứng mình. What, Slenderman? No, Slenderman có thật à? Có thật. Ui, có vẻ như là họ khá là đông. Ây da, ok, có vẻ như là khá là đau các bạn ơi. Slenderman có thật à? No, thằng nước nó đã nói thật. Ô, mình cứ tưởng là nó thử thách giả dối mình chứ. Ok, mình sẽ bắn hết bọn này. Bọn này chả là gì đối với mình á. Tại vì mình có mặc bộ đồ ha. Nó cao quá, nó bị kẹt rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ bắn hết. Kiếm giết Slenderman nè các bạn. Ui, bị lộ chỗ rồi, phát hiện rồi. Ây da, ui, có vẻ như là bọn chúng kéo đến khá là đông. Mình cứ tưởng là Slenderman là chỉ có một người chứ. Wow, bọn chúng xuất hiện đâu trong khu rừng này vậy ta? Ây da, mình mắc máu sắp chết rồi nè. Ok,
Ôi, ôi, Slenderman, Slenderman, đâu? No. Ui. Ủa, cái gì vậy? À, tất cả chỉ là mơ thôi các bạn ơi. Ôi, là mình giật mình. Vậy là mình cứ tưởng là có Slenderman thật không à? Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên ăn nút đăng ký nha các bạn. Điều đó rất là quan trọng đối với mình. Và đừng quên ủng hộ cho các thành viên trong team của mình nha. Và nếu mà bạn nào có thử thách thì có thể đặt bên dưới comment để mà mình sẽ làm tất cả các thử thách mà các bạn đưa ra. Thử thách này nhiều like nhất nha. Ok, bye mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng hay tối tốt lành đó. Ok.